Ok mấy chị, đây là anh Minh ở Austin, Texas. Thì anh vừa mới share đó là anh Minh share lại đi, trong cái 2 tháng vừa rồi đó anh Hai tháng rồi, từ từ lúc mà anh em đi qua đây tức là sắp là thì chính thức làm bằng giả từ đầu tháng đầu đầu tháng 9, đầu tháng 9 thì qua tháng 9 là tháng 10, 2 tháng. 2 tháng mà làm chân tay nước không mà được hơn 7.000. tức là anh dùng Đó, cái dùng mấy cái dùng product của dùng Nu mấy sản Skin đó, phẩm của Nu của Skin. Nu Skin đó, Show Solution rồi mấy cái trong cái file với mấy cái đó là hoàn toàn là của Nu Skin mà anh Andy bày đó. Cái đó là anh chỉ ghi riêng những cái pedicure nào dùng cái sản phẩm này anh mới tính trong cái số tiền đó. Trên những cái manicure hay pedicure người ta làm những cái sản phẩm khác lúc trước anh không có ghi vào. Không tính, Không, đúng, không, đúng, tính, đúng, tính, đúng. Cái tính, này là chỉ thêm nhờ cái tính này product của Nu là Skin. thêm gọi là còn thêm bảy gọi là tăng thêm lợi tức á, coi như là 2 tháng mà được hơn 7.000 À, trong tức là tám ba tháng ngàn chín. rưỡi anh tiền tiền thuê nhà ở đó là Tiền thuê dưới bên đó thì tháng thì 3.500. đó, đây là một cái khu sang đó mấy anh chị ha, thành ra Cũng đó nội cái chuyện mà mình thêm extra nó là đủ trả tiền cũng là một tiền cái nhà. tốt lắm nha, không phải nói là thấy khá mà Nhưng mà anh thêm một chưa tính cái chuyện mà mình bán sản phẩm ở trong tiệm ha. bán là có thêm em bán này nhiều À, nhất bán cái này nè sụp nước sụp nước bán hỏi tao là thích này cái này hai thứ luôn. với lại bây giờ em mới quảng cáo thêm là có mấy bạn Indian á, Indian nó kỹ lắm mẹ Ấn Độ kỹ lắm, vậy mà quảng cáo cái này này em sao em thấy cái chân mày đen Cái đen á em bảo da người ta sậm màu nó đấy, sậm mùi á, trời tại cho vì cái vô đó trắng luôn này à, trắng này, cái đó là trắng. Vừa cho vô hồi ấy, em xăm hồi ấy, nhất thì mấy cái kẽ chân họ ngay chỗ này nè mẹ em xăm mà hồi ấy, trắng ao ấy em bảo trắng mịn phải quá cho ngoài hữu có người ở ta mua về nhà ta mang quà đi Indian cái bà thế này bán nhiều nhất là ba thứ này nè còn mask thì đôi khi cũng bán được mấy ít thôi nhiều À, nhất hai thứ đây này đây là một thí dụ mấy anh chị ha, mới có 2 tháng rồi, mới bắt đầu vào hôm tháng 9 ha, tháng 9, tháng 10, bữa nay là giữa tháng 11. cái này nhiều nhất cái này Rồi, cảm ơn mình nha.